Hi, xin chào các bạn. Ở bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau code phần header với HTML và CSS của nó. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau hoàn thiện nốt phần CSS trong phần header này. Ok, thì như thường lệ chúng ta sẽ mở lại nó cái trang web của chúng ta trên live server cũng như là mở lại cái phần Visual Studio Code để chúng ta có thể bắt tay vào code luôn. Thì ở đây mình sẽ chú ý đến phần logo trước và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng phần một. Ở đây là logo, các đường link, phần heading text cũng như là hai button ở đây để làm sao cho nó có thể giống cái sản phẩm hoàn thiện nhất. Đó. Ở đây thì logo, kích cỡ thì như bài trước mình đã chỉnh khá là hợp lý rồi. Chúng ta sẽ bắt tay vào chỉnh cái vị trí của nó thôi. Ở đây mình sử dụng là float left catchnet. Thì bạn thấy là ở đây nó chịu sự ảnh hưởng của cái thuộc tính float. Tiếp tục mình sẽ chỉnh tiếp, đó là main nav, chính là cái thẻ UL chứa 4 cái đường link ở đây. Mình sẽ nhỏ cho nó là float right. Đó, như ở đây thì bạn thấy là nó có thể trôi về phía bên tay phải của màn hình. Đó. Đó. Thì mình sử dụng thuộc tính float. Như các bạn biết, để giải quyết cái vấn đề mà thuộc tính float gây ra, mình sẽ sử dụng một cái đó là cleric class. Các bạn còn nhớ cái cú pháp để tạo ra cleric class không? Thì đây, mình sẽ nhắc lại cho các bạn một cái mà mình hay sử dụng content. Đó chính là đó. Tiếp tục đến với display table clear both catchnet. Thì mình sẽ nhét cái cleric class vào đây. Clear fix. Đó, bạn thấy là cái ảnh hưởng của thằng float đã không còn nữa. Chúng ta sẽ giải quyết tiếp cái vị trí của thằng logo. Ở đây mình sẽ cho margin left bằng 70 pixel. Tương tự với margin top, mình cho nó là 50 pixel. Chả thế. Thì bạn thấy là mình sử dụng 50 pixel thì nó lại càng ra xa cái phần trên của website. Thì ở đây mình sử dụng là âm thì nó sẽ lùi lại ngược lại cái chân nét. Đó, khá là phù hợp rồi. Tiếp theo mình sẽ giải quyết tiếp đến thằng các đường link ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính main nav thông qua đó để chỉnh CSS của nó. Trước hết mình quan sát thì bạn thấy là có một số các dấu chấm ở đây mà đó là cái thuộc tính CSS mặc định của thẻ li. Đó. Thì làm thế nào để xóa nó đi? Mình sử dụng thuộc tính list style. Mình cho nó là none, tức là không có list style nữa. Bạn hoàn toàn có thể chỉnh list style của nó thành square chẳng hạn. Thì bạn sẽ thấy là nó là không còn là hình tròn nữa mà nó trở thành hình vuông ở đây. Đó, thì mình chỉnh là none thôi. Còn cái dòng kẻ ở dưới chân nó thì không phải là thuộc tính CSS mặc định của thằng thẻ li mà nó chính là thuộc tính mặc định của thẻ a nằm bên trong thẻ li ở đây. Ở đây thì mình sẽ chỉnh nó làm sao bằng cách là main nav, sau đó những thẻ li trong main nav đó tiếp tục là những thẻ a nằm trong li, nằm trong class main nav đó, thì mình sẽ cho nó text decoration bằng năn. Thì chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề cái đường kẻ dưới chân của nó. Tiếp tục thì mình sẽ cho nó hiển thị trên cùng một hàng bằng cách chấm main nav li display inline block. Thì việc nó hiển thị trên cùng một hàng dọc như thế này đó chính là cái sự ảnh hưởng mà nó từng thẻ li nó hiển thị theo kiểu display block. Mình chỉ cần chỉnh nó lại thành inline block là sẽ giải quyết được vấn đề. Đó, thì bạn thấy là nó đã cùng hiển thị trên cùng một hàng. Tiếp tục là chỉnh vị trí của nó. Thì mình sẽ chỉnh thằng main nav với margin right là 50 pixel. Đó, margin top là 70 chẳng hạn. Thử xem. Hình như là hơi xa rồi. Mình sẽ chỉnh nó lại là 55 pixel thôi. Các chữ S. Và mình muốn tạo thêm cái khoảng cách giữa các đường link thì chúng ta sẽ
thêm margin right cho nó là 30 pixel. Trên hết. Thế là cái khoảng cách giữa các đường link ở đây chính là cái margin right mà chúng ta vừa tạo ra. Ok. Tiếp tục thì mình sẽ chỉnh cỡ màu cũng như là cái phong width của nó để sao cho nó giống với cái bên này, sản phẩm hoàn thiện của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ sử dụng các thuộc tính rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó là color, white, font size. Ở đây mình sử dụng font size là theo phần trăm để sau này có khi mình sẽ chỉnh responsive một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Font weight cho nó là 700 cho nhé. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ ở đây cái đường, các đường link nó vẫn còn một cái hiệu ứng, đó là khi chúng ta di chuột vào thì bạn thấy là xuất hiện một cái đường kẻ dưới ở từng các đường link một. Nhưng ở đây mình sẽ chỉnh cái background trước để cho các bạn dễ quan sát. Bởi vì như bạn thấy ở đây thì cái màu cái đường kẻ dưới ở đây là màu trắng mà nó lại trùng khớp với cái màu background thì rất là khó quan sát. Chúng ta sẽ chỉnh background trước. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kỹ thuật khá là hay của phần chỉnh background. Mình sẽ sử dụng linear gradient với các màu mà chúng ta đã chọn trước ở cái color.cs ở đây. Ở đây mình sẽ lựa chọn màu như sau. Màu này, cái chân C, cái chân V, phải tiếp tục. Ở đây mình sẽ chọn màu này. Mình sẽ giải thích kỹ hơn về phần linear gradient ngay tiếp theo thôi. Các bạn đợi một chút. Cái chân V, mình cái chân S. Đó, bạn thấy là nó bị lỗi và không hiển thị gì nữa. Đó, mất luôn cái nền luôn. Mình sẽ sử dụng dấu phẩy đây, Ctrl S. Đó, thì bạn thấy là cái nền của chúng ta đã phối giữa hai màu, đó là hai màu này với nhau. Thì mình sẽ ví dụ cho các bạn về linear gradient. Ở đây bạn thấy là nó hiển thị trên kiểu hàng ngang. Phần bên trên là cái màu đầu tiên mà chúng ta đã chọn. Phần bên dưới đó chính là phần cái màu thứ hai mà chúng ta chọn ở đây. Thì nó có một thuộc tính nữa, đó là chỉnh làm sao chiều của các màu được phối hợp một cách ăn ý nhất. To, giả sử là to right and top chẳng hạn. Thì bạn thấy là cái màu nó đã chỉnh ra chia làm hai đường chéo ở đây. Right to top. Đó, bạn thấy là nó đi về phía bên trái, đi lên. Cái màu nó chuyển dần về màu đầu tiên, chuyển dần về phía màu thứ hai. Đó. Thì ở đây bạn cũng hoàn toàn có thể tự chỉnh bằng độ. Mình sử dụng là 135 degree chẳng hạn. Bạn hãy nhớ chú ý cú pháp của nó nhé. Ctrl S. Đây thì bạn thấy là cái màu của nó cũng đã có sự thay đổi. Bạn cứ chỉnh và có thể tìm hiểu thêm về cái cách chỉnh, quy trình chuyển màu của thằng hai màu này với nhau. Đó. Ở đây mình sử dụng là 45 độ degree. Ctrl S. Đó, thì đây là cái mà mình sẽ sử dụng. Và mình muốn là cái thằng này chiếm 55% cái màu ở đây. Bạn thấy là cái màu thứ hai nó có vẻ là chiếm nhiều hơn đúng không? Thì mình sẽ để cho nó là 55%. Ctrl S. Đó, thì bạn thấy là cái độ phủ sóng cái màu đầu tiên nó lớn hơn rất nhiều. Mà khi mình chỉnh là 100% thì bạn sẽ thấy là nó có sự khác biệt. Các bạn thấy là toàn một màu đầu tiên mà chúng ta đang chọn luôn. Đó, thì mình chỉ ở đây là 55% thôi. Đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo được cái màu như ở đây mà chúng ta vẫn có thể nhìn được ảnh phía bên dưới? Thì đó chính là một cái kỹ thuật khá là hay mà chúng ta sẽ sử dụng, đó chính là RGBA. RGBA. Như các bạn biết thì nó có một thuộc tính thứ tư của RGBA, đó là cái độ mờ. Và mình sẽ sử dụng ở đây đó chính là 0.8. Ctrl S. Đó, một phần ảnh được hiện ra. Ở đây mình sử dụng là 0.85. Ctrl S. Đó, thì đây chính là cái nền mà chúng ta mong muốn. Nó như kiểu là một bức màn
mình tạo ra hai cái background. Bức màn trên nó có thể nhìn nó rất là mỏng nên chúng ta có thể nhìn xuyên được xuống cái nền bên dưới của nó. Đó thì đó chính là cái kỹ thuật sử dụng linear gradient rất là phổ biến mà chúng ta thường gặp trong thiết kế. Đó. Vậy thì mình đã giải quyết xong phần background và chúng ta có thể bắt tay vào code phần link này. Các bạn để ý một chút. Thì các bạn có thể quan sát khi chúng ta di chuột qua, nó xuất hiện một kẻ ngang dưới chân ở đây. Thì đó chính là cái border button của cái thẻ LI này. Thì chúng ta sẽ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thuộc tính của CSS mà mình đã hứa ở các bài trước. Ở các bài trước là mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là pseudo class. Và đây là cái tên của nó. Và đây là cái cú pháp mà các bạn sẽ thấy khi chúng ta sử dụng pseudo class. Và nó là thuộc tính đặc biệt của CSS để xử lý các thuộc tính như là khi chúng ta di chuột qua hoặc click. Đó, thì nó sẽ xử lý chúng ta, giúp xử lý một số các thuộc tính CSS. Vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào luôn code để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Ok. Ở đây mình sẽ được các bạn đợi một chút. Ở đây mình sẽ chỉnh thằng LI. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt tay vào, đó chính là, ở đây mình sẽ cho nó là main LI. Main nav LI A. Và pseudo class ở đây mình sẽ sử dụng đó chính là hover hoặc là main nav LI A active. Hover ở đây chính là cái hoạt động mà mình di con chuột qua như thế này. Đấy, người ta gọi là hover. Đây, di con chuột qua. Còn cái hoạt động mà active chính là mình click vào nó, chính là active hoặc là click. Tức là nó đã được nhấn rồi ấy, thì nó sẽ sử dụng là thuộc tính active. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉnh. Như các bạn biết thì nó chính là cái border button bắt đầm. Thì mình sẽ chỉnh luôn, đơn giản thôi, border. Khi mình hover thì nó sẽ có thuộc tính CSS là border button. Ở đây đó là mình cho nó là 2 pixel solid và một màu gần trắng mà mình sẽ sử dụng ở đây, đó chính là màu, ok các bạn đợi mình chút, C. Mình cứ có bừa đá đúng không, chúng ta sẽ sử dụng chọn CC chẳng hạn cho nét. Đấy, khi mình di chuột qua bạn thấy là nó đã hiển thị lên cái border button của chúng ta. Đó. Nhưng mà mình để ý lại thì bạn thấy là khi mình hover ở đây nó không hiển thị ra luôn mà nó có một chút delay, tức là một chút cái trễ lại một chút chứ không phải hiển thị một phát ăn luôn như thế này. Đấy, bạn thấy là nó hiển thị rất là nhanh. Thì thêm một thuộc tính nữa mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là transition. Nếu mà bạn làm PowerPoint thì bạn sẽ để ý đó chính là cái chuyển cảnh. Tức là nó chuyển từ cái thuộc tính CSS này sang thuộc tính CSS khác. Đó. Ở đây mình sẽ cho border button. Đó là chấm. Mình cho là 1 giây, 2 giây chẳng hạn để các bạn dễ quan sát. Ctrl+S. Ở đây mình sẽ để cho các bạn dễ quan sát. Đấy, mình thấy là di chuyển rất lâu sau thì nó mới hiển thị hết được cái border button. Để dễ quan sát hơn nữa thì mình sẽ chỉnh nó cái border button ở đây là 10 pixel đi, cho các bạn dễ quan sát cái quá trình mà nó chuyển đổi. Mình sẽ comment lại cái này để cho các bạn thấy là trước và sau nó sẽ như thế nào. Đây, rất là nhanh luôn. Và chúng ta sẽ sử dụng transition. Bạn thấy là nó hiển thị rất là chậm. Đó. Mà thời gian hiển thị hết cái này chính là bằng 2 giây. Vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng
cái transition này để delay lại bằng cách mình set cho nó ở đây là khoảng 0.5 giây. Cho nét. Ok. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái thằng link này. Các bạn đợi một chút. À ở đây mình đánh thiếu chữ P. Cho nét. Đó, chúng ta đã được như mong muốn. Nhưng mà mình vẫn thấy là cái khoảng cách giữa cái chữ và cái border button này nó có hơi sát nhau thì phải, thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Rất đơn giản. Padding. Mình cho padding trên dưới là 3 pixel và 0. Cả chữ nhất. Đó, khoảng cách của nó đã nới ra được một chút. Vậy là tạm xong. Thì có lẽ là thời lượng của bài này đã khá là dài rồi, nên phần còn lại của header có lẽ để dành cho bài sau. Ok, thì ở trong bài này chúng ta đã tìm hiểu về một số các thuộc tính mới của CSS cũng như là cái kỹ thuật mà để xử lý cái background như ở đây. Ở bài học sau chúng ta sẽ cùng nhau code nốt phần thuộc tính CSS của phần header này và mình sẽ cùng các bạn tổ chức lại cái file CSS này một chút. Như ở đây thì các bạn thấy là chúng ta đã sắp xếp một chút rồi nhưng mà nó vẫn khá là rối. Và ở bài sau chúng ta sẽ tổ chức lại cái file CSS. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để giúp phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách không phải khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể để lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu và website chính thức của Howky Team, đó là howkyteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó, ở đây các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn. Các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm. Các bạn học rất là nhiều. Rồi thử vào một khóa. Mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy. Các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và số code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể click quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp. Rồi đặt câu hỏi ở đây, chẳng hạn nhấn tiếp tục. Chọn chủ đề bạn cần. Viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc xuất file trong C#. Rồi đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây. Có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok, nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.howkyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok, tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage Happy Team ngay tại đây, nó sẽ loại ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của Happy Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta, Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.